Được chưa, được chưa, được rồi. Hello, check check 1 2. Sao Facebook live chưa? Rồi, lao lại rồi. Hello chào các bạn. Tắt mute cái microphone cho đó đi. Hello các bạn, hôm nay sorry các bạn đã bị trục trặc kỹ thuật nên chúng tôi hả? Mute hả? Tắt tiếng thôi. Chưa thấy trên YouTube à? Hello, hello. Thầy Phong lấy lộn cái laptop nên chúng tôi bị trục trặc. Nhà thầy Phong nhiều laptop quá. Ở 181 rồi. Hôm nay xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng tôi đến đây để nói chuyện với các bạn là tâm sự dân chơi. Nói về tình bạn anh em, cái con cờ và tình nghĩa xả lỡ. Anh em con chưa bao phút chưa vậy rồi anh nói đi. Chúc mừng các bạn, ngày thứ tư thật là vui vẻ. Các bạn Việt Nam nè đang mới dậy đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu người coi rồi? Dạ 181 người ở trên. Hello Nguyễn Phụng, hello hello Nhật Sky, khỏe không mấy bạn? Facebook hello rồi. Trần Minh, Trần Thùy Danh. Hello Tom White. Hey Ngọc Bích. Thì bây giờ chúng tôi quay lại cái chủ đề hồi nãy là mới livestream mà bị có vấn đề. Thì cái chủ đề là tình nghĩa bạn bè anh em đó. Thì nói là thì Phong Lê nói là ok, bạn bè mà nếu mà bây giờ khi mà lớn lên mà không cùng chung chí hướng nữa, không cùng chung một sở thích nữa thì mình cũng khó mà chơi chung với nhau. Cũng giống như anh Phong Lê với anh Vũ nè. Tại sao Phong Lê với anh Vũ vẫn chơi, đang chơi bây giờ? Đang chơi bây giờ. Tại vì anh Vũ thích đóng kịch, Phong Lê thích quay phim, viết kịch. Đúng rồi. Thì hai anh em mới chơi chung. Chứ nếu mà chứ anh Vũ đâu có đang, anh Vũ không đi nhậu với Phong Lê. Không. Đúng không? Anh Vũ bây giờ, nhưng mà anh Vũ thích cà phê thì Phong Lê rất là thích cà phê. Nên cứ đó. Mỗi thứ bảy và chủ nhật. Đúng rồi. Cuối tuần. Cuối tuần là Phong Lê với anh Vũ đi cà phê. Đó, nhưng mà nếu một ngày đó anh Vũ mà không thích cà phê nữa. Không phải, cà phê là không bao giờ không thích. Okay. Nhưng mà cái giống như là anh em, nếu mà anh em mà chơi với nhau á, chỉ cần trùng, mình chỉ cần trùng một hay hai cái sở thích đó, là mình có thể chơi với nhau được. Trùng thì được, nhưng mà thích cùng một con là bắt đầu chơi, không chơi được đúng không? Cái đó có vấn đề á. Cái đó có vấn đề đó, tới công chuyện á. Đó thì đó. Các bạn thấy không, đúng là đúng ý như là Phong Lê nói. Dạ. Phong Lê thì tại vì Phong Lê là rapper hồi xưa đã thử ra ưa đi vũ trường, thích đi tại vì đã là ca sĩ đúng không? Đúng rồi rất là thích đi mấy cái vũ trường, cái thích club. Đi cô gái. Dạ. Mà nhưng mà Vũ Râu thì mấy cái vụ đó thì nó đã xưa rồi. Cái thời của mình nó qua rồi, thành thử ra bây giờ bước vô vũ trường thấy ớn. Tại cái hay là bước vô những cái chỗ mà giống như ăn chơi hay là những cái club á thì mình cảm thấy mình giống như nó ớn quá. Mình ăn nhiều quá, thành thử ra bây giờ nó ọc ra. Mình chỉ thích những nơi mà giống như là ok cà phê này, anh em mình có thể chém gió đúng không? Mình có thể trao đổi những cái vấn đề giống như trong xã hội, một là trong cái vấn đề những gì xảy ra đang trong bây giờ. Thôi bây giờ em hỏi anh Vũ nha. Thí dụ mà anh Vũ gặp một người bạn, anh Vũ chơi, anh Vũ thích, anh Vũ cần một cái gì của người bạn đó, cần người bạn đó có một cái tính gì? Okay. Anh Vũ cần cái mà mình cần nhất á, là sự thành thật. Thành thật. Đúng rồi. Mà nói luôn, thẳng sẵn đây mày nhắc tao nói luôn, bạn bè mà muốn chơi với nhau lâu dài đừng bao giờ đụng tới tiền bạc. Never. Không rồi. Bao giờ đụng tới tiền bạc. Đúng rồi, thà ăn cái gì mình trả cái đó. Đúng như vậy. Ăn cái gì chia cái đó, đừng cho mượn tiền đúng không? Khi mà cái thằng đó mà nó hỏi mình rồi, ê, tao đang kẹt quá, bây giờ tao không có tiền, bây giờ mày giúp tao được không? Là xong đó. Yeah. Là mệt, mình có mình biết chắc trong đầu rồi mình rằng mình đang tiễn thằng bạn nó vô quan tài đó. Cho nó đi luôn rồi. Cho đi luôn đó. Chắc chắn luôn, tại vì khi mà nó mượn tiền á, bảo đảm luôn. Vừa mất tiền mà vừa mất thằng chó luôn. Đó. Bởi vậy cho nên khi mà Vũ Râu mà gặp thằng nào hay là ai đó mà khi mình đã là nói là ok,
mình cảm thấy mình hợp nhau đúng không? Đúng rồi. Đi chơi, ok, hang out, fine. Một số vừa phải. Không. Một cái credit không, phải. Chẳng thà. Yeah. Chẳng thà là mày hỏi mày xin tao luôn. Yeah, yeah. Chẳng thà là như vậy, yeah, ok. Yeah. Tao thích như vậy á. Yeah. Mày nói ok, vì tháng này tao đang kẹt tiền. Yeah. Mẹ bà nó xã hội đen nó rượt tới nhà tao. Yeah, yeah, mày yeah. Nó biểu tao chỉ cho tao có 2 ngày thôi. Yeah. Không là đụng mà nó chém chết cha tao. Yeah. Bây giờ tao năn nỉ mày tao lại mày. Yeah. Mày có thể mà mày cho tao số tiền đó không? Chẳng đúng thà rồi. Như vậy. Đúng rồi. Thì anh em tao sẵn sàng. Yeah. Tao không phải là ok, không phải là mình nói là ok 10.000. Yeah. Rồi tao thiếu nó 10.000, tao là không, tao không có tới 10.000, tao cho mày tao đâu có rảnh đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng đúng rồi. Yeah. Nhưng nhưng tao có thể cho mày ít hơn cái số đó. Dạ, 500 thí dụ như vậy. Đại khái vậy đi, 10% của cái số mày hỏi tao. Đúng rồi. Thì bây giờ có thể cho. Còn cái chuyện đó, yeah. Có chuyện để tao cứu mày. Đúng rồi, cứu mày là tao cho được. Để tao cứu mày. Yeah. Ok. Còn hơn rằng là khi mà tao nói ok thôi được rồi, để tao cho mày mượn 10.000. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà này mượn 10.000 rồi là tao là mà tao là tao là cái người đi kiếm mày chém. Đó, đó, cái vấn đề chỗ đó. Dạ, đúng đúng vậy, đúng. Nhớ vậy. Nha các bạn. Thì cái đó thì Phong Lê cũng Phong Lê thí dụ một Phong Lê coi một người nào đó là bạn bạn thân. Thì Phong Lê cần một cái tính là thứ nhất là thật thà. Ừ. Thứ hai là Phong Lê đã kiếm một người bạn nào là người tiếng Mỹ gọi là got your back. Tức là got your back, ok. Tức là lúc người, nào tao cũng ở đây bảo vệ mày. Không lúc có, nào tao rồi. Cũng bảo vệ mày. Đúng rồi. Và lúc đó là nghĩa là tao rớt tao ngã. Ừ. Là mày nâng. Ừ. Mày ngã tao nâng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc nào cái người đó nó cũng hả cái người bạn của em là như vậy. Cũng như là những cái mày ý mày nói là cái thằng bạn của mày nó ngã ngựa đó, đúng yeah, không? Đúng rồi. Thì là mình không có đá nó nữa mà để con yeah. Ngựa đá nó, đúng không? Đó. Bởi vậy đó là một cái đức tính mà Phong Lê thích muốn của một người bạn. No, không còn... có đâu, hiếm lắm mày ơi. Không, thì đó mày, thì bởi vậy đó một người bạn thân á, một người bạn thân. Tao nói thiệt với mày, mày bối trên nó mày cầm đuốc mà đốt giữa ban ngày mà kiếm không ra. Không, em có ba em có là thằng Ngữ. Thằng Ngọc Ngữ. Ngữ thì nó tính tình nó ok, nó không, thằng Ngọc Ngữ là một thằng bạn mà tốt nhất rất là tốt. Ừ. Là khi mà em cần là nó có mặt. Ừ. Khi mà em cần nha, chứ không phải là khi mà em rủ đi chơi là nó ừ. Nhưng mà em cần là nó xả thần. Nó xả thần nó giúp em. Chẳng hạn như là chuyện gì? Hả? Chuyện gì lớn hơn, ví dụ hả? Bùng, Ngữ, tao cần 300. À. Gửi qua là không hỏi một cái gì hết. À. Gửi qua. Ừ. Ngữ, tao mày có thể đi hả? Đi lấy đồ tao lấy xe 2-3 tiếng lấy đồ tao được. Được. Ừ. Anh hiểu không? Đúng bạn rồi. Bè là mình giống như là thằng Ngữ nó sẽ cho anh thời gian của nó. Đúng rồi. Đã. Cái đó là quan trọng lắm á. Cái thời gian. Cái thời gian là cái quan trọng nhất ở bên Mỹ này. Đúng rồi. Nói thật luôn. Yeah. Tại vì ở bên Việt Nam mình á thì là thời gian nó không thành vấn đề. Thời gian mà ngồi mà giống như ngồi ăn chơi là không phải nha. À, biết rồi mình hiểu. Yeah. Nhưng mà các bạn bên Mỹ chỗ nơi tụi mình đang sống á, cái thời gian á, là yeah. Đúng nghĩa luôn. Thời yeah. Gian là vàng bạc. Yeah. Em cũng có một anh bạn tên anh Phước. Ừ. Thì hả em cũng vậy, em anh Phước anh rất là có nhiều tiền. Ừ. Nhưng mà anh cần cái gì của em? Anh cần cái thời gian của em. Ừ. Đi chơi ví dụ uống cà phê. Ừ. Uống cà phê Phong ra uống cà phê đâu. Ừ. Rồi em ra cũng uống cà phê ngồi chung với anh ngồi uống cà phê vậy. Ừ. Thôi. Ừ. Tình bạn nhẹ nhàng chứ anh có tiền như mình hả. Đúng nhưng, rồi. Nhưng mà lúc đó thì chắc cái người đó đang cần một cái người nào đó để tâm ngồi sự. Cà phê ngồi nói chuyện như ngồi là bơ đi thôi ngồi giống cà phê như... hút thuốc. Ừ vậy thôi. Đó, tình bạn ơi chơi thân nhẹ nhàng vậy đó. Ừ. Tình bạn nhưng mà anh Phước hay cái là anh Phước không bao giờ cho em mượn tiền. Đúng rồi. Nhưng mà anh Phước hả khi mà có chuyện là anh Phước đưa tiền. Ừ, đó thì đó thì tao nói mày đó. Đó. Khi giống chẳng như là bữa em bị luật sư giống như bị bên kia nó thưa em. Ừ. Thưa em Phước nó luật sư mày bao nhiêu tao trả. Đúng rồi. Đó. Đó, cái đó là mà mượn tiền không cho cha mày. Cái đó là cái nghĩa cử đẹp đó. Đó là ý của tao nói từ hồi nãy giờ. Đó. Đó. Bởi vì cho nên muốn giữ bạn chơi được lâu. Cái điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đụng tới tiền bạc. Dạ, yeah. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó. Anh có một người bạn nào anh tin tưởng 100% không? Hình như không á. Hả? Hình như không á. Tao bạn... không, tao chưa có gặp người đó. Nhưng mà tin tưởng 100% là sao? Ý Phong Lê nói là các bạn mọi người phải tin tưởng 100% là khi mà ra đường
mình nói mình hả một người nào Đại đó mà nói về cái người đó, chốt. nói ví dụ như là hả, nói ồ thằng bạn mày nó nói mày vậy, nó nói mày vậy, Ồ, nó xấu hả? nói xấu mày vậy, hay bạn nó muốn chơi mày vậy, hay thằng này nó xấu lắm, thằng này nó chơi không tốt, thằng này nó chơi không được, nhưng mà mình tin tưởng 100% nó không, thằng này nó không phải là vậy, tao biết nó mà, tao tin nó, nó không phải là vậy, nó không bao giờ nói xấu với tao. Khi mà nó nói ra cái chuyện đó là một là nó tốt tao, tốt cho tao, hai là nó chơi thôi. Có người bạn nó chơi không? Chưa có đâu mà chưa có, hình như là tao chơi không đẹp, thì thử ra tao chưa có kiếm được là thằng nào. Bạn khó Ê, với tao mất vì dạy không quá. Phải ai cũng có nha quý vị. Đúng rồi, không phải ai cũng có. Đúng rồi, đúng 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 đúng, đúng chính xác, không? Chính khi xác. mà người ta nói cái gì nói, nhưng mà khi mình nghe được, mình có một người bạn mình nghe đến lỗ tai, khi mà mình coi người ta là bạn, người ta cũng coi mình là một người bạn thân, là qua một cái thời gian thử thách rất là dài lâu. Đúng rồi đó, thì dù mình nghe một cái thứ gì đó người ta có một người nào đó đến lỗ tai mình nói, nhưng mà mình không có, nhưng mà cái vấn đề là ở đây nè các bạn biết sao, bạn bè chơi với nhau á, tin tưởng nhau, đúng rồi, okay. Nhưng mà đừng bao giờ mà tin hết 100%, tại vì những cái gì đó bạn bè mà nó biết mình nhiều quá đó, sau này mà lỡ mai ra đó, mà nó có vấn đề gì mà nó không có đồng ý với mình đó, nó không chơi với mình nữa, thì mình chết mẹ với nó đó. Thì như vậy, là bắt đầu là mình khốn nạn như cái thằng bạn đó, nó sẽ là tìm cách chơi mình mà nó chơi mà không không cứu, nó quýnh không trật cứu nào hết. Tại vì sao? Tại vì nó biết cái tẩy của mình, đúng không? Dạ, đúng rồi đúng rồi đúng đó, rồi. Đó, chẳng hạn như mấy nó lộn, chơi với mình bao mấy, nhiêu mấy, năm nay, mấy thằng lồn đó mình phải tránh tránh à, mình phải không, mình chơi nó nữa là chơi nữa. Khi mà mình chơi nó đó, ok, là cái gì mình tin nó, đúng không? Giống như đúng mày rồi, đó, nó, bạn bè tin nhau. Đúng rồi. Nói chuyện ok về chuyện tiền bạc, chuyện làm ăn của tao. Chuyện vợ con của tao, chuyện gia đình tao. Chuyện chuyện về 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 đi săn gà. Ok, những cái chuyện đó các bạn đồng ý với mình không nè? Mình đây lớn rồi nè, mình nói thẳng luôn. Có vợ, vợ chồng không bao giờ có những chuyện không thể nào mà nói ra được. Mày đồng ý chuyện đó không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Vợ chồng là vợ chồng, đầu ấp tay gối, biết lấy nhau 2, 3, 40 năm, 50 năm. Nhưng có lúc không có những cái việc không bao giờ mà về mà kêu con vợ mà ngồi xuống mà tâm sự nó được. Không. Đúng không? Bởi vì cho nên khi mình có một cái người bạn mà mình tin tưởng, à mình đi nhậu với nó và tỷ gì mình ngồi xuống mình nói ừ bữa nay ta gặp cái con đó gì đó, đại khái vậy, cái chuyện đó không nói chuyện với con vợ được, đúng không? Đúng rồi. Hay hoặc là mình nói chuyện về những cái vấn đề giống như làm ăn của mình, yeah. thì nhiều khi vợ nó không hiểu, yeah. nhưng mà cái thằng đó cái người bạn đó nó hiểu mình, bởi vì cho nên mình tâm sự hết. Đúng rồi. À, có, nhưng mà có nhiều đứa nó hay lắm, nó gài cho mình nói. Mới gài mình nói. À, khi mà giống như chơi 2-3 năm rồi, 4-5 năm gì đó, đại khái gì đúng đi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, một ngày nào đó, lỡ mai ra, con người mà, chén để trong sống, trong cái giá mà nó còn va nhau, huống chi người. Đúng không? Thời, bởi mình mới quay lại cái câu hồi nãy, không bao giờ có bạn mãi mãi và cũng không bao giờ có kẻ thù mãi mãi. Bởi vì mình chơi với cái thằng đó đi, tới 4-5 năm, nó biết mẹ nó mình hết làm gì rồi. Bao, trong... nhà mình có mấy cái, bồ mình có mấy con, vợ mình có mấy đứa, thấy không? Con mình có bao nhiêu đứa lạc trôi ở đâu đó, thấy không? Trong băng áo cao mình nhiều khi nó cũng biết mình có nhiêu tiền nữa, ha. À, rồi nó biết luôn cả mình làm nghề gì nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, rồi giả tỷ như sợ mà nhất là mấy thằng đó. Bây giờ giống nó như là rồi. Nó giống như giả tỷ như nó có một cái cơ sở từ thiện đi. À, hay là tao mới nói cái từ thiện à, thì tự nhiên cái không vậy đó, không cái nó gom tiền ta, nó gom tiền, nhưng mà nó là cái thằng nó giống như là tao gom tiền ta đi, tao đi làm từ thiện, đúng rồi, rồi xong rồi tao kể lấy mày tiền nghe, túi, lấy tiền túi, lấy, tao kể, kể mày nghe, nghe, kể mày nghe, à, cuối cùng nó chọn đúng không? Mày biết không, tháng này tao quơ mẹ bà con rộng rộng tay quá. Gửi cả 10.000 mày.
tao từ thiện ngàn thôi, còn 9 ngàn tao tao đi làm từ thiện của tao. Đúng rồi. À, thì cái thằng đó nó nghe. Yeah. À, sau này mà có cái gì nha, chết mẹ với thằng đó. Không, em thấy nó là bắt mình sao kê. Em thấy là những cái người đó, tại vì khi mà người ta không có chính nghĩa đó thì người ta cũng khó kiếm bạn mà có chính nghĩa lắm mà. Cũng khó khiến bạn mà tin tưởng, tại vì người bạn nó cũng phải nhìn vô mới thấy là ở thằng này nó cũng mình không có tin tưởng nó được. Không, cũng khó nói lắm. Khó nói nhưng mà nhưng mà đó, quay lại cái vấn đề đó. Yeah. Thấy không? Nó biết mình càng nhiều mình càng chết. Đúng rồi, cái biết. Cho nên cẩn thận. Dạ, yeah. em có thằng Phúc. Biết nó là biết từ cuộc đời của em đúng từ rồi. Đầu đến cuối. Biết mày biết nó biết mày có mấy cộng lông đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Giờ dạ, em cũng biết một Phúc. Em cũng biết một Phúc. Là đầu rồng có tóc. Dạ, đầu rồng có tóc. Nhưng mà thật sự ra đó. Yeah. Cái đó là đúng nghĩa là bạn mấy chục năm rồi. Dạ, bạn em với Phúc cũng 20 năm rồi. Đúng rồi. Tao cũng có một thằng bạn. Mới chia tay bạn 20 năm nữa. Ok. Oh, yeah. Rất buồn. Buồn. Thôi. Anh đâu buồn, anh sướng chết mồ. Nhưng mà mày nhắc tao mới nhớ mày. Tại vì cái thằng không, bạn này nó ở xa duyên, quá. Hết duyên rồi. Hết duyên, cái đó hết duyên của mày. Yeah. Tao có một thằng bạn rất là thân. Yeah. Nhưng mà mày biết tại sao không? Tại nó ở quá xa. Yeah. Nó ở bên tuốt lúa của bên tiểu bang Texas. Trời, thì xa quá. Thì khi mà cả hai cùng lớn lên giống như mày tao với mày nói á, hai cùng lớn lên, cả hai cùng đi bụi đời cũng giang hồ, nhưng mà rồi thì mỗi thằng đều lớn lên cỡ khoảng chừng 20 tuổi, thì giống như thằng vô tù, thằng ở ngoài giống đại khái vậy, thì cái thằng đó khi một thời gian ở tù thì cái thằng thì là tao đi nước ngoài vậy là khi vậy, rồi khi mà tao ra nước ngoài rồi thì nó mất tính. Trong vòng bao nhiêu năm đó không gặp nhau, mất hẳn tin tức luôn. Xong rồi cái nó được tại ngoại, đại khái vậy, rồi nó kiếm đường nó qua. Thì nó cũng lấy vợ nó qua đây được. Thì khi qua đây rồi mới qua tới tiểu bang khác ở. Thì xong rồi qua đây tìm ra nhau rồi cũng nói chuyện. Đúng. Rồi nhưng mà cái vấn đề đây nè. Bạn bè thân mấy thì thân, nhưng xa quá, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người có một gia đình riêng, thành thử ra cái những cái kỷ niệm đẹp nó vẫn là đẹp, nó quá đẹp. Ok, đó là cái quay lại cái câu mày nói là God your back, là that guy, cái thằng cái người bạn của tao là God my back. Lúc nào nó cũng nhìn cái nó bảo vệ tao. Bảo vệ nha. À, tại vì nhiều khi... Nhưng không biết anh sao đó. Giống như là khi mà em mà coi một người nào là bạn đó. Khi mà xa mặt không nói chuyện một thời gian, có thể thì một năm, hai năm. Đó. Đúng nhưng rồi. Mà khi mà em gặp lại người đó, cái tình cảm của em và một người bạn đó nó vẫn giống như cái ngày hôm y vậy, y chang. Đúng nó không khác, thằng đó là anh em của em. Đúng, thì khi đúng, mà em gặp nó lại là, khi mà hai năm sau em gặp nó lại, nó vẫn là anh em của em. Đúng cái bây đó đúng có em, nhưng có. Mà mình phải gặp nhau không, dù không gặp luôn nhưng mà gặp vẫn là anh em. Đúng mình lâu lâu á lâu lâu á thì cái người bạn đó cũng qua đây gặp tao. Dạ dạ dạ. Thấy không? Yeah. Thì rồi cũng hai người cũng rất là bình thường, cũng nói chuyện y như là tao nói thiệt luôn. Yeah. Nói thiệt luôn, cũng có lúc là tao có vấn đề gì đây tao ưa gọi, cũng có gọi qua. Dạ yeah, dạ. Yeah. Là coi như là cái người ở ngoài nó sáng hơn cái người ở trong, đúng rồi, không? Đúng rồi, đúng rồi. Có những cái việc mà mình không thể là mình giải quyết được. Yeah. Thì mình hỏi cái ý kiến người đó thôi. Yeah. Thì giống như cái người bạn đó, khi mà tao nằm về thương. Dạ. Yeah. Tao có việc, có chuyện, tao nằm nhà thương. Thì cái người đó bỏ hết công chuyện qua trong nhà thương, nằm với tao trong vòng một tuần luôn. Đúng. Mày thấy không? Cái đó là bạn đó. Đó. Đó là anh, bạn. Anh có thân. Anh bây giờ hỏi là ở đây nè. Anh có thằng bạn nào mà khi mà anh có lộn với vợ anh qua ngủ, anh có chỗ ngủ không? Không, nếu mà thằng đó là độc thân. Nếu thằng đó độc thân nó còn đó. À. Yeah. Chứ nếu mà nó có gia đình là cũng hơi khó đúng không? Dạ. Yeah, à. Yeah. Nếu mà độc thân là thì ok thì sofa so good thôi. Yeah, sofa đúng thì... không đó à, không vậy coi của bên YouTube mày, là bên YouTube hay là bên Facebook? Hello à. Chào các bạn ở trên Facebook, khỏe mấy bạn à, khỏe mấy bạn. Hôm nay thầy Phong Lê với anh Vũ lâu nói chuyện về giống như tình cảm bạn bè giang hồ với chơi với nhau thôi. Ừ. Đó rất là một đơn, nghĩa là mình học được những cái kiến thức của anh Vũ. Rồi anh Vũ được rồi có ai hỏi gì không?
Hả? Có ai hỏi gì không? Anh không không biết đâu, thì em hỏi anh Vũ có một người bạn nào giống như là có người bạn nào mà khi mà có cái gì ngon là nó đưa cho anh? Nhà hẹn như gái hả? Không, cái gì cũng vậy. Bạn bè, em chơi với bạn bè. Là có gì ngon nó cho có gì em. Ngon là em là em đưa anh Vũ. Em không, chơi với anh hiểu không? Ừ biết rồi. Đó biết rồi, em hiểu, là chơi với bạn bè là phải vậy. Tại bạn bè mà. Mình muốn giống như là thí dụ như là Phong Đê thấy cái gì, ồ cái này được nè, anh Vũ làm có tiền nè, mình hả mình đó, đó. cái đầu tiên, cái người đầu tiên mình hả mình suy nghĩ ra được là ok cái này có tiền nè, mình giới thiệu bạn bè mình trước đó, đúng okay. Không đúng, đó. đúng có cái đó mình tin có đó, nhưng mà mình như đây là cái tính thì cái đó là cái tốt nên có. Em giống như em có thằng bạn mỗi lần có gì ngon là nó đưa được khác mà. Như cái gì mày? Giống như mỗi lần có nó quay phim đưa cho thằng kia mà nó không có đưa cho em. Em nói ủa sao kỳ. Ở bạn bè kìa. Lạ vậy. Cái đó đâu gọi là bạn mày. Nhưng mà cũng có một người bạn là mỗi lần có cái gì hả? Có cái gì có tiền. Có cái mối gì ngon. Có mối gì, mối gì ngon là đưa qua cho em. Giống như thằng Việt kia đó, em cứ giới thiệu nó hoài. Thằng Việt hả? Việt hình đóng chung mà mỗi lần có ai mà cần mua nhà bán nhà nói ủa cái gì mua nhà bán nhà. Làm đưa qua nó nhưng mà xui một cái là mấy người đó cứ đã có người khác nữa, mua rồi. Đúng rồi, nhưng đúng mà rồi. Em lúc nào cũng giới thiệu công việc. Đó không thì anh em trong cái nhóm của mình đây đâu có bao nhiêu người đâu. Đúng rồi, trong nhóm của mày đâu có bao nhiêu người đâu, mày đếm đến đầu ngón tay mà. Đúng rồi. Không rồi. Nói về đàn ông á, đâu có ai đâu. Chỉ có đâu ba người à, bây giờ giống như thằng Jay vậy đó, cái phim xong rồi đi rồi, cái phim mà chữ đại sư Huynh đó là có cái gì ngon là em đưa cho thằng Jay. Mà không biết nó có cái đồ ngon nó đưa em không, chắc không đâu. Cái phim đó là em cứ năn nỉ hoài để cho nó đóng đi, để cho nó đóng đi. Tại mấy thằng kia, thứ nhất là mấy thằng kia đóng nó cũng không hay. Đúng rồi, không có đạt. Và thứ hai là em nghĩ là em thà đồ ngon đưa cho nó đóng. Không, nhưng mà không biết mấy người fan của mày đây có biết cái phim, có coi qua cái bộ phim đó chưa ta? Trừ yêu đại sư Huynh. Đó là Phong Lê đạo diễn. Thì nếu mà các bạn muốn tò mò, muốn biết cái chưa coi thì lên trên YouTube đánh vô Trừ yêu đại sư Huynh. Nhưng mà có cái gì ngon là em đưa, nhưng mà hả em cũng làm vậy đó, nhưng mà có người bạn mỗi lần em có đồ ngon đưa cho ổng, nhưng mà ổng làm không có được. Thì thôi đừng đưa nữa. Ổng làm không đẹp. Ổng làm không đẹp xong mình cũng không đưa nữa, không đưa công giận. Cái đó đâu phải là bạn đâu. Cái đó là mỗi làm ăn thôi. Nghĩa mình đi cho anh, em đưa đồ qua cho anh thì anh cũng phải để mặt em đúng không? Để mà em làm tốt nhất có thể đúng không? Đúng. Không có đó đúng. Đó là chơi với bạn bè là như vậy các bạn. Cái đó tao đồng ý. Ô, hôm nay mình có tin vui, mình báo cho mọi người biết đây, hôm nay có hàng mới, đồ chơi về. Đúng rồi. Ok, vậy để sẵn. Hello các bạn trên YouTube và hello các bạn trên Facebook, khỏe không? Hello Trang Lê, Trang Lê. Trang Lê, bữa lên thấy Trang Lê được tặng một bó hồng rất là bự. Trang Lê ở đâu rồi? Trang Lê ở Việt Nam, fan hâm mộ mình, number one fan của Hải Phong Lê nè. Trang Lê. Trang Lê có bạn trai đưa một bó hồng rất là bứ nè, em thấy. Sao ngày Valentine vui Trang Lê? Hello Hồng Tiên, hello Trung Nguyễn, khỏe mấy bạn. Hello, chào thầy Đào Bùi, anh Đào. Chó đẻ Lập Vũ. Mày má mày Đào Bùi đó, thằng chó. Đẻ. Cái gì vậy? Ai vậy? Ai biết thằng nào kêu mình đầy bộ Đào Bùi. Đào Bùi. Trang Lê nó hai anh kìa. Đào Bùi đầu gì ta? Hả? Đầu vui là đầu cui. Là đầu cui. Mấy bác kiện nói chuyện đầu vui. Đầu vui là cái đầu. Đầu vui là cái đầu hả? Đầu vui là đầu rối hết ta? Là đầu cui ấy, đầu cui đấy. Đầu cui mẹ. Chó đẻ. Trang Lê, chúc Trang Lê một Valentine vui vẻ Trang Lê. Tuấn Nguyễn nói gì? Your time in editing is getting a lot better, keep it up. You don't know, Phong does not edit all the videos. Tuấn Nguyễn nói là cái video Phong Lê giờ này edit rất là hay. Là báo chủ biết luôn là tất cả mọi video của Hài Phong Lê, trên Hài Phong Lê và trong 5 năm vừa qua trên 102 đó là do Mindy dựng hết. Not 5 năm, since 2015. Đúng là từ năm 2015 là Mindy, Phong chỉ Mindy dựng trong vòng 3 tháng, là từ đó đến đây là 7 năm nay là Mindy dựng phim của toàn bộ của Hài Phong Lê và
rất là nhiều, khoảng chừng 40 mấy kịch bản của 102 á là Minh Đề dựng hết. Đúng rồi. Đó, chớp nhãn nha. Tay giơ tay Minh Đề đó. Chớp nhãn nha, nhanh lắm nha các bạn. Rất là nhanh. Rất là nhanh nha. Rất là nhanh luôn. Minh Đề dựng phim là rất là nhanh, dựng một cái là hả, mới quay là tối có liền. Đó, đưa vào phòng Lê được cũng 3-4 ngày. Bảo anh nào đây, bảo anh family này, mình cũng tên Vũ nhưng độ mắt dại còn thua xa anh Vũ. Ráng đi, từ từ nó mới sẽ tới cái đồ đó thôi. Ồ, thằng chơi hoa cũng coi kìa. Có không? Mày mới nói đưa đầu cung. mày mới chửi nó. Ê chơi tao không có chửi mày nha. Không, em không chửi đâu, em nói là mình cái gì cũng đưa chơi hoa mà không biết chơi hoa có đưa mình hay không, mình không có chửi nó. Có chứ, có. Hôm nay anh em muốn phe của phe của đây là cái công sức của nguyên một nhóm. Đúng rồi, mà cái công sức nhiều nhất đó là của anh Vũ Râu. Đây là một cái bản ta thầy Phong Lê đó làm một cái kinh 102 rồi, sau khi mình không làm 102 nữa và qua 1,000,000 rồi, bây giờ mình đổi vào cái hài Phong Lê để mình làm chung với mấy bạn ở dưới Cali. Đúng rồi, thì công sức của anh Vũ Râu rất là nhiều. Anh Vũ Râu đóng gần 30 cái kịch bản trong đó. Không có anh Vũ là chúng tôi không có cái nút chúng ta không có cái nút bạc này đâu. Cảm ơn cũng một lần nữa, cảm ơn anh Vũ và cảm ơn việc hình Vũ đứng ngồi cái này đó anh Vũ. Có tên nghe Phong nói cảm động cái mép chút xíu không? Đó. Anh Phong làm không lên, phải làm nào cũng phải có một người partner hay là một người đó, giống như là ally. Em ví em giống như là, thí dụ như em là Châu Tinh Trì thì anh Vũ là chú Đạt vậy đó. Đó, thì không có chú Đạt hả, thì Châu Tinh Trì cũng không có thành công kinh khủng như vậy. Đó, nên không. Bây giờ 100,000 rồi nha các bạn, hơn 100,000 rồi, các bạn ráng ủng hộ nha, các bạn ráng ủng hộ. Thì cái kênh của Hài Phong Lê nó sẽ chẳng mấy chốc nó sẽ lên, nó đã cán mức 1 triệu. Còn cái công sức của Chê Hoang thì hả, không có một cái trong Hài Phong Lê nữa nha. Chê Hoang, Chê Hoang từ khi có vợ rồi, Chê Hoang mới nói với có con gái rồi, Chê Hoang mới nói anh Phong à, bây giờ em không có thể làm kịch chữa bệnh nữa, bây giờ em phải để đức cho con gái của em. Đó, trời ơi, nói như một cái tiếng sét đánh ngang tai. Đó. Đồng tiếng sét đánh ngang tai, Chê Hoang đã nói một câu phải làm Phong Lê rất là đau lòng. Một anh người anh em đã bây giờ đi một cái đoạn đường đóng 102 rất là dài. Đúng rồi, dài. Đó, mang tên tuổi Chê Khùng rất là dài, nhưng mà kiếm gái bây giờ có vợ đâu. Hồi đó là Chê Hoang đóng kịch để kiếm gái, bây giờ là Chê Hoang đã có vợ và có con rồi, nên Chê Hoang nói anh em không chữa bệnh nữa anh nè. Vậy sau đó rồi Chê Hoang mới rủ ông Việt nữa. Việt đi luôn. Qua rủ ông Việt nữa, qua thằng Việt. Ông Việt là cái người nói rất là nhiều thứ. Ông Lý Ngọc Chính, đá chứ cúc hút chứng cá. Jay nói là thêm một đứa nữa rồi kìa. Múc bình sang con. Jay nói thêm một đứa nữa nghĩa là Jay thêm một đứa con nữa. Jay nói congratulations brother. Chúc mừng Chê Hoang. Chúc mừng. Vậy là mà wow. Có hai đứa con là anh Trang phải cày ngày cày đêm nữa. Không cũng tội mà Trang. Cày ngày cày đêm nhưng mà không sao, nó Trang Hoa nó ở nhà với ba má vợ nên ba má vợ hả rất là thương và lo cho con. Okay, that's cool. That's cũng đỡ good. Lắm, that's ba má vợ nó chạy mắng hả. Ba má vợ gặp ra đường kêu anh mà. Okay. That's good. That's good for you, Jay. Congratulations, brother. Thì thật sự cái này là hả cái Hà Phong Lê, tại vì mình cũng trong YouTube nha các bạn. Tại vì khi mà Phong Lê bắt đầu qua làm trên channel mới đó, thì chúng tôi nhắm vào Facebook nhiều hơn. Đúng rồi. Facebook nửa triệu người theo dõi rồi. Facebook có nửa triệu người theo dõi là đáng lẽ là nếu wow. Facebook mà có nút là mình cũng đã có nút lâu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà qua Facebook nhiều hơn nên mình cũng làm YouTube nhẹ tí xíu nên bây giờ từ mà từ từ nhẹ nhẹ nó cũng lên. từ từ nhẹ mà cuối cùng nó cũng lên được một cái tuy rằng hả mình hồi đó mình làm 102 thì nó có một cái nút vàng rồi. Bây giờ hả, trời sao mình làm cái này lâu lắm quá, bây giờ cũng có nút bạc, nhưng mà mình cũng là cái thành quả. Đúng của rồi. Anh em. Thành quả đúng của em, của anh Vũ, của Việt, của Abby, Jay, Tammy. Của tất cả mọi người. Nhất là Minh Đị là cái người edit từ đầu đến cuối. Đó, đã
Mình nhưng mình có nhớ bao lâu không? Mình mới có cái lúc này ta. Khi mình bắt đầu start á, mình nhớ không? Cái này là em mới bắt đầu post đồ. Mới bắt đầu 4 tháng hả? À, 4 tháng hả? Mới chút mới đây à, hồi xưa là Facebook thôi. Hồi xưa là Facebook là làm Facebook 4 tháng là cái tốc độ rất là nhanh. Mà có nút nút bạc là coi như là mới 4 tháng này tụi em giống như là không bỏ Facebook, bỏ YouTube. Đúng rồi. Người ta bắt đầu theo dõi thì lên. Không, nhưng mà các bạn biết tại sao không mà Phong Lê hit cái nút bạc nhanh vậy không? Trong vòng 4 tháng là tại vì cái tên tuổi của Phong Lê nó đã có sẵn rồi. Chứ nếu mà thật sự các bạn, nếu mà Vũ Râu mà nếu mà lỡ mai Vũ Râu có hứng tình bậy á mà mở ra cái kênh riêng á thì chắc có lẽ phải cả năm mới hết được cái nút bạc. Tại vì mình rất là lười. Nếu mà anh focus on YouTube thôi á là người ta sẽ theo dõi em rất là mình làm một chỗ chứ mời. Cái công thức của YouTube là gì? Các bạn làm đều. Đúng rồi, đều đó. Tuần nào cũng có. Đúng rồi. Có khi một tuần ra hai cái. Đúng nếu rồi. Nếu các bạn nói chuyện đó thì một tuần ra hai cái đúng video rồi. Mà các bạn phải làm hoài. Đúng rồi. Nói riết cũng phải có người nghe. Nhưng mà phải nói, nếu mà nó càng hay thì càng tốt. Đúng rồi. Ở Busan này có một người nói chuyện rất là xàm. Ở Busan này có một người nói chuyện rất là xàm. Nhưng mà cũng có người vô nghe. Tại vì là nhờ gọi là nhờ, nhờ mấy bú trend. Nghĩa là quay phim tử thi đó. Ồ đúng rồi. Quay phim tử thi, đứa nào chết là thằng nó có view. Đứa nào chết là thằng nó có view. Gọi là kiếm tiền trên xác chết của nghệ sĩ. À, con cần cần. Anh lên subscribe, hôm nay có mong một người. Không ai nữa. Cho nên đăng khóa phớt. Nam Vy cảm ơn khóa phớt. Cảm ơn cho nên đăng khóa phớt. Nhờ mình đóng cái kịch cho nên đăng khóa phớt mà quá subscribe lên á. Tại vì nó đi được mày. Nó cho nên được. Nó cho nên được. Đây, cho nên được. Giờ khoa bất ra cái video đó mà mình làm cái review cái xong rồi. Người ta cũng vô fan của khoa bất cũng qua cũng có ngàn mấy người. Qua chửi đúng không? Giờ cái người ghét khoa bất cũng vô nữa, con chửi cũng vô nữa, người ta cũng hổng quá trời, ủng hộ quá trời nên rồi, tấn công cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ về cái nút bạc của Hà Phong Lê. Đó, cảm ơn tất cả các bạn nha. Nút bạc này là của tất cả các bạn luôn á. Đó, không có những người coi mình, thấy không? Là mình cũng chắc luôn là đâu có surprise. Cái người mà surprise, cái người mà đem cái nút bạc về cho Hà Phong Lê á, là các bạn đó. Dạ, cũng chưa từng đúng rồi. Cái nút vàng mình cũng chưa từng đụng nữa, mình làm cho... Nhưng mà ai đó đâu giữ rồi hả? Nó chưa bao giờ đưa em á. Nhưng mà không sao, bạc rồi tới vàng cũng nhanh lắm. Tại bạc từ con số 0 mà 4 tháng. Bốn tháng là nhanh đó. Bốn tháng okay, là nhanh. Ok, ha. Rồi, okay. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Xin hẹn lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau. Tâm sự dân chơi hy vọng là... thì sao sẽ có nhiều người vô coi nữa. Và cuối tuần này Phong Lê và Vũ Râu sẽ quay một cái kịch bản kinh nghiệm gì là tao chưa nghe khinh người và cái kết. À, khinh người và cái kết, ok đó, khinh người và cái okay. Kết đó thì sẽ quay một cái kịch bản hay mình đang kiếm một cái model mà model nữ mà nữ. Hôm nay được tin buồn là model nữ hoa hậu cái gì đó ở Busan, hôm bữa mình mới mướn mà giờ hoa hậu mới cancel. Hoa hậu là có người giới thiệu cho hoa hậu, năn nỉ rất là nhiều để cho hoa hậu vô đóng. Chắc hoa hậu chế tiền. Không ấy sẵn nói luôn các bạn nghe nha, ở Cali này người ta nói là ra ngõ gặp anh hùng. Nhưng mà không, Cali mình là ra ngõ gặp hoa hậu á. Hoa hậu ở Cali này là có rất là nhiều hoa hậu luôn. Thiệt luôn á. Đúng rồi, hoa hậu phu nhân, hoa hậu nữ nhân, hoa hậu thương gia. Hoa hậu thương chó, hoa hậu thương mèo. Đúng rồi. Hoa hậu nhiều con. Đó, bây giờ mình phải kêu cái bạn gì mà mình biết á là cử làm hoa hậu dân đảng. Bây giờ con bây giờ có hoa hậu Đức Lộc, hoa hậu Đức Lộc. Con cái chức hoa hậu mà bây giờ đang kiếm người thi rồi, hoa hậu vú bự. Hoa hậu vú bự. Ừ. Thôi, ok, gặp các bạn sau nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, hẹn các bạn kỳ sau nha. Thank you very much. Vũ Râu chào tất cả các bạn nha. Một ngày vui vẻ nha các bạn. Ở bên Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Chào. Có ai kia theo dõi không vậy? And stream on the YouTube. Yeah, and stream.